Hôm nay là đám cưới của chị gái mình. Hai chị em đã không quản ngại đường xá xa xôi, trời rất là lạnh giá, đi từ sáng sớm lúc 5 giờ về tận Quỳnh Phụ để dự đám cưới của chị. Chị thật là nghị lực và phi thường luôn, đã vượt lên chính mình để giúp đỡ bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, thành lập công ty và giúp cho các bạn có đủ tiền để trang trải cho cuộc sống và tương lai. Và chị đã đi rồi, mình tranh thủ chụp ảnh với cháu trai của chị cùng chị gái. Hai chị em thấy cháu trai mà cứ cười tít mắt này. Giờ hai chị em đang chụp chung này, còn chị Thi thì đã là cô dâu về Thanh Hóa rồi. Hai chị em ở lại một mình buồn quá. Lấy hoa cô dâu để chụp ảnh đây. Còn bây giờ chị gái mình đang tự chụp ảnh một mình đây. Quá trời quá đất luôn. Xinh gái quá mà không chịu lấy chồng. Có ai đang ế vợ không, hốt chị gái tôi luôn đi với để cho giống như chị Thi cô dâu ngày hôm nay nào.